việc chỉ đạo sát sao và công tác phòng chống dịch đã được triển khai đồng bộ cũng như địa phương với nhiều giải pháp khả thi và hiệu quả. Tuy nhiên, do virus dịch tả lợn châu phi là loại virus rất nguy hiểm, có khả năng tồn tại lâu ở ngoài môi trường và các sản phẩm thịt lợn. Hơn nữa, hiện chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh, nên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Và tính đến hết tháng 8 2019 thì bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại gần khoảng 7.000 xã thuộc gần 600 huyện của 62-63 thành phố của cả nước Việt Nam, và với tổng số thiệt hại thì đã lợn chết và lợn tiêu hủy lên đến là